Vì sao sau khi biết tên Crush, cậu bắt đầu nhìn thấy cái tên đó ở khắp mọi nơi? Không chỉ là tên, mà ngay cả những món ăn, sở thích, mùi hương của họ cũng tình cờ xuất hiện với tần suất dày đặc, đến mức cậu phải bất ngờ, rồi tự hỏi: sao đi đâu cũng thấy người ta vậy? Đây liệu có phải là một sự trùng hợp? Thực tế, đây là một hiện tượng tâm lý có tên là Vordermeinhof, một hiệu ứng ảo giác khiến mọi thứ trở nên thật quen thuộc. Nó có thể được hiểu là một ảo giác về tần số. Khi cậu mới biết về một thông tin mới thì nó bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hiện tượng này xảy ra hầu hết với tất cả chúng ta, với lời giải thích đơn giản là khi chưa biết thì ta thường không để ý đến, còn khi đã biết rồi thì bộ não sẽ chú ý hơn về nó, nên cậu sẽ có cảm giác tần suất thông tin này xuất hiện nhiều hơn bình thường. Về bản chất, một phần của hiện tượng này được tạo ra do sự chú ý có chọn lọc. Chúng ta phải chọn lọc thông tin tiếp nhận vì khả năng chú ý là có hạn. Não bộ cần bỏ qua những chi tiết không quan trọng và điều chỉnh các giác quan, sự tập trung để hướng tới những gì thực sự quan trọng. Và đây chính là mấu chốt của vấn đề. Cũng có thể giải thích hiện tượng này dựa vào thiên kiến trong nhận thức, cognitive bias. Đó là khi cậu tiếp nhận một quan điểm và cực kỳ tin tưởng vào nó. Điều này khiến não bộ của cậu tìm đến những ví dụ ủng hộ quan điểm ấy một cách vô thức. Tức là cậu có xu hướng chú ý đến những gì mà cậu muốn thấy hơn. Và lúc đó thì hiệu ứng Vordermeinhof sẽ xảy ra. Hiệu ứng này có thể nhận thấy ở rất nhiều trường hợp trong thực tế. Ví dụ như sau khi cậu học được một thứ gì đó mới, như là từ vựng tiếng Anh mới chẳng hạn, bộ não sẽ ngay lập tức dành sự tập trung cho nó và khiến cậu chú ý về nó nhiều hơn. Bằng một cách kỳ diệu nào đó thì ngày hôm sau cậu nhìn thấy từ vựng đó ở trên báo, trong bài thi hay trên bản tin truyền hình. Không có gì kỳ diệu đâu. Điều cậu mới học không phải tự dưng xuất hiện khắp nơi mà đã có sẵn ở đó. Chỉ là bộ não của cậu quá bận bịu để nhận ra. Vậy thì giờ cậu đã trả lời được câu hỏi: sao đi đâu cũng thấy hình ảnh crush chưa? Khi hiểu được hiệu ứng Vordermeinhof, cậu sẽ biết được đâu là điều não bộ của mình đang thấy quan trọng và đặc biệt dành sự chú ý đến. Tuy nhiên thì nhờ hiệu ứng này mà ta cũng nhận ra rằng chẳng có sự tình cờ kỳ diệu nào ở đây cả. Chẳng qua là mình muốn thì những điều liên quan tới người mình thích sẽ xuất hiện thôi.